Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người, một ngày mới luôn luôn gặp nhiều sự may mắn nha. Thưa bà con và mọi người, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê ngày thứ tư tại hai sàn cà phê London và New York thì tiếp tục có giảm bà con nha. Sau đây là vào mời bà con và mọi người theo mình theo dõi giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay tại phương Gặp Tình xem thì đâu ra sao nha. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh mình cái đài phát hào nha. Xin chân thành cảm ơn bà con và mọi người rất là nhiều. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì tiếp tục có giảm khá mạnh bà con nha. Giá cụ thể kỳ hàng giao ngay tháng 11 có giảm 51 đô xuống còn 2410 USD đến tấn. Kỳ hàng giao ngay tháng 1 năm 2024 giảm 43 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 giảm 39 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 năm 2024 giảm 41 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức khá cao. Cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica tiếp tục có giảm các con nha. Giá thể kỳ hàng giao ngay tháng 12 giảm 0,35 cent xuống còn 148,75 cent trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 năm 2024 giảm 0,40 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 giảm 0,50 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 7 năm 2024 giảm 0,55 cent mà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức khá thấp. Sau đây là phụ hào mời bà con mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê bằng giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2023. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và nhà tiêu sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.